Vùng Biên TV chào cả nhà vào buổi tối. Ngày hôm nay Vùng Biên TV mời cả nhà dạo quanh tuyến đường Lê Lợi tại thành phố Hồng Ngự. Phía bằng mình là chỗ bán đồ cặp da, túi xách, quần áo. Ồ, có túi xách nữa nè. Rồi quần áo cho em luôn. Bài bán quần áo rất là nhiều. Áo gió quần thun. Rồi mà cả nhà tiếp tục. Cái lối đường Lê Lợi này là bán quần áo rồi rất là đầy đủ luôn nha cả nhà. Đây bán quần áo gì nữa. Rồi trước mặt mình là bán giày dép. Ồ, quá nhiều luôn, giày dép. Đây là giày dép cả nhà. Rồi đủ loại. Dép của chị em màu vàng nè. Ồ, quá nhiều luôn. Cái này chỗ này khách là mua này các bạn. Dạ, giúp đủ loại luôn. Các bạn có đến đây các bạn sẽ được tham quan cũng như là mua sắm. Bằng đêm bán. Bán mấy giờ mới nghỉ em? Chỗ này bán mấy giờ mới nghỉ? Từ từ. Ồ. Chỗ này bán là thường 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 là chừng nào vắng khách mới nghỉ, cho ban đêm tết thì bán trễ. Ở phía đây là giờ dép của mấy chị em, quá dễ thương rồi. Nơi đây chỉ có dịp tết mới chạy ra bài bán như thế này thôi nha cả nhà, chứ còn ngày bình thường thì cái tuyến đường này không có bán như thế này, chỉ vào dịp tết và vào buổi tối bán cho ban đêm thôi ha em. Dạ. Cái này bán cho ban đêm do dịp tết phục vụ cho khách có nhu cầu mua sắm cả nhà. Đây chỗ này bán đồ trang trí tết quá đẹp rồi cả nhà ơi.
mời cả nhà tham quan thêm một cái chỗ mà bán các loại hoa giả để trưng vào ngày Tết. Của VTV xin chào cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà. Nếu cả nhà xem thấy hay, like, subscribe, ủng hộ kênh cho VTV. Bye bye, xin chào, hẹn gặp lại video sau.